giá lăn bánh của Volvo XC60 Inbrixon B6 2022 sẽ là bao nhiêu? Và cùng Quân dự đoán giá của XC60 Inbrixon B6 2023. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Tấn Quân Volvo. Hôm nay em Quân xin phép trả lời hai câu hỏi ở bên trên. Đầu tiên, giá lăn bánh của Volvo XC60 Inbrixon B6 tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Với giá niêm yết đã bao gồm VAT là 2.220.000.000, cộng với chi phí đăng ký rơi vào khoảng 251.000.000. Vì vậy, xe sẽ có mức giá lăn bánh cho cá nhân là 2.471.480.000. Còn đối với công ty, xe sẽ có mức giá lăn bánh là 2.472.890.000 đồng. Tiếp theo, đối với các khách hàng ở các tỉnh ngoài thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội thì sẽ có mức chi phí đăng ký xe sẽ thấp hơn, rơi vào khoảng 233.000.000 cho đến 238.000.000. Do đó, đối với cá nhân, mức phí lăn bánh sẽ là 2.452.480.000 đồng cho đến 2.457.480.000 đồng. Đối với khách hàng công ty sẽ là 2.453.890.000 đồng cho đến 2.458.890.000 đồng. Cuối cùng là thủ đô Hà Nội, nơi có mức thuế trước bạ cao hơn các tỉnh khác, cho nên chi phí đăng ký sẽ rơi vào khoảng 296.000.000 đồng. Đối với khách hàng cá nhân, giá lăn bánh sẽ là 2.515.880.000 đồng. Còn đối với khách hàng công ty, giá lăn bánh sẽ là 2.517.290.000 đồng. Quân xin được phép tư vấn thêm về hình thức trả góp. Với các chính sách cho vay của ngân hàng hiện tại lên đến 80% giá trị xe, khách hàng chỉ cần thanh toán tiền xe cộng tiền đăng ký xe là 696.890.000 đồng là khách hàng có thể sở hữu ngay một chiếc Volvo XC60 phiên bản Inbrixon B6. Nào, chúng ta cùng đến câu hỏi tiếp theo. Dự đoán giá của Volvo XC60 Inbrixon B6 Model Year 2023. Các số liệu trước đây cho thấy Volvo XC60 T6 Model Year 2020 có giá niêm yết là 2.150.000.000. Còn Volvo XC60 T6 Model Year 2021 sẽ là 2.190.000.000 đồng. Còn đối với phiên bản mới, Volvo XC60 B6 Model Year 2022 sẽ là 2.220.000.000 đồng. Với những mức giá chênh lệch như trước đây là khoảng từ 30.000.000 cho đến 40.000.000, thì đối với phiên bản Volvo XC60 Inbrixon B6 Model Year 2023 sẽ có giá không chênh lệch quá nhiều so với giá hiện tại, nên quý anh chị cứ yên tâm đặt hàng sẵn. Nếu quý anh chị muốn đặt cọc mẫu xe Volvo XC60 2023 hoặc là tư vấn thêm về xe, lái thử xe, báo giá lăn bánh hoặc là lên showroom của Quân để xem xe thực tế, thì quý anh chị hãy liên hệ số điện thoại trên đây của Quân nhé. Quân rất mong được hợp tác với quý anh chị. Quân xin cảm ơn mọi người đã xem hết clip này. Mọi người hãy like và subscribe giúp Quân nhé. Quân cảm ơn và xin chào tạm biệt mọi người ạ.